khoảnh khắc hiếm thấy, hải quỷ bứt gốc, cuống cuồng bỏ chạy vì sợ bị ăn thịt. Hải quỷ là một nhóm động vật săn mồi sống dưới nước, chúng có họ hàng với loài sứa, san hô hay thủy tức. Loài này sống cố định và chỉ ăn thịt những loài phù du bơi ngang qua, không có tập tính đi tìm thức ăn. Bên cạnh đó, cấu trúc cơ thể của loài ruột khoang không hỗ trợ nhiều cho việc di chuyển. Đây là một điểm yếu của chúng bởi đáy đại dương là nơi sinh sống của vô vàn loài động vật ăn thịt. Trong số đó, sao biển là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của hải quỷ. Loài động vật hình ngôi sao tưởng chừng như bất động nhưng lại di chuyển liên tục với hàng ngàn chiếc chân li ti nằm ẩn dưới những cánh sao. Loài này chuyên nhắm vào các loài động vật ít di chuyển như hải quỷ, thủy tức, san hô để tấn công và ăn thịt. Con hải quỷ phát hiện kẻ săn mồi ngay cạnh, không còn cách nào khác buộc phải nhổ neo và bơi đi thật nhanh để không bị sao biển đuổi kịp. Đa phần hải quỷ không biết bơi, cuộc sống của chúng cố định trên những tảng đá cho đến khi bị ăn thịt. Con hải quỷ trong đoạn video thực sự đặc biệt bởi nó không chỉ biết quẫy mình trong dòng nước mà còn có ý chí sống cao hơn đồng loại rất nhiều. Một điều may mắn là trên đường tẩu thoát con hải quỷ gặp rất nhiều sinh vật biển như cua, cá nhưng không con nào có ý định ăn thịt bông hoa biển này.